bộ phim Nhất Đại Giao Vương. Những năm 30, Bắc Bình. Anh Cường Tử, cho anh nước này. Cảm ơn Vượng Căn. Này, xem cái bắp của sư huynh này, cứng không? Vượng Căn, ra đây, thử cái này đi. Cái này vui lắm. Đừng Vượng Căn, cố lên. Nào nào, sư phụ. Vượng Căn, chào buổi sáng sư phụ. Chào buổi sáng lão gia. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt trẻ con, không luyện công đi, sao lại làm gì để kiếm cơm? Con biết rồi ạ. À, lão gia, ông khi nào mới dạy con võ công? Đến khi con tiến bộ, biết viết chữ, thì sư phụ sẽ dạy con. Chào buổi sáng của cũ. Vượng Căn, đi thả diều đi. Đi thả diều thôi. Ông chủ, bán cho bọn ta rẻ chút nhé. Anh muốn mua gì vậy? Xem đồ đi. Ông chủ, cái này bao nhiêu? Một xu tiền. Một xu tiền, tôi mua nó. Được. Mua trăm cho người ta luôn cơ à. Biến đi. Đi thôi, sư phụ đang đợi chúng ta đấy. Đi đây, đi thông thả nhé. Thả diều thôi. Vượng Căn, Vượng Căn, đợi chị với. Đây là em gái nhà ai vậy? Sao xinh đẹp thế này? Các anh chơi với em được không? Biết tự trọng chút đi, cút đi. Cái miệng này đanh đá ghê. Anh hôn em một cái là hết đanh đá luôn nhé. Các người làm cái gì vậy? Tránh ra, đừng động vào ta. Chị Hân Nghi đừng sợ, có em đây. Cút đi. Mau lên mau. Vượng Căn, Vượng Căn, em không sao chứ? Đánh, ra sức mà đánh. Là có thể một người đáng sợ nữa sao? Người anh em, nhường con bé này cho anh đấy. Có giỏi thì báo danh tính ra đây. Giao thủ Thanh Châu, Trường Ấu Lâm. Đi thôi, đi. Chị Hân Nghi, Diều, Diều. Tiếc quá, Diều bị rách khi dướng vào cây rồi. Trường Ấu Lâm, cảm ơn anh, không cần khách sáo. Cô đi sớm về sớm thì hơn. Cáo từ. Các vị, hôm nay giao quán Bào Gia bọn ta sẽ biểu diễn vật và múa cờ cho mọi người. Nhắc tới môn vật thì Triệu Đại Thanh không gọi là vật, mà gọi là gì nhỉ? Gọi là liệu giao quán giao. Lúc đó tai đô vật cũng không gọi là tai đô vật, gọi là gì thế nhỉ? Gọi là bố khố. Bố khố. Sau đây anh em chúng tôi sẽ biểu diễn múa cờ cho mọi người. Ta là đệ tử của Gánh Bào Nguyên Bu. Ta là đệ tử Gánh Bào Nguyên Long. Nào người anh em, bắt đầu nào. Hay, hay. Được, được. Chào mọi người, chào bà con. Hôm nay, chúng tôi sẽ biểu diễn vật cho mọi người. Vật nhé. Ta là đệ tử Gánh Quốc Gia Lưu Đại Bảo. Ta là đệ tử Gánh Quốc Gia Lưu Nhị Bảo. Ở đây, chúng tôi xin đại diện cho Gánh Quốc Gia. Gánh Quốc Gia, kính lễ với mọi người. Kính lễ với mọi người.
Ai có tiền, ủng hộ cho chúng tôi bằng tiền. Không có thì ủng hộ cổ vũ cho chúng tôi nhé. Quân tử nào cũng nuôi nghệ sĩ. Cảm ơn tất cả những người đứng ngoài vòng tròn. Cảm ơn tiền của mọi người. Cảm ơn. Tiếp theo. Các anh em ơi, có. Ra sức nào. Được, đấu vật một trận nào. Đại tráng, có. Hay, hay. Hay, hay, cảm ơn mọi người. Có tên gọi là Móc Câu Bắc Bình. Cái kẹp Thiên Tân. Chiêu khóa cổ Tề Nam. Chiêu âm chân Sơn Tây. Là tiểu đắc hợp cẩn của Mông Cổ. Hay. Cảm ơn nhé. Sau đây, sư huynh của chúng tôi sẽ múa cờ cho mọi người xem. Được, được. Hay. Nhìn thấy chưa, đều là giả cả. Nếu muốn xem thật, thì ra chỗ bào sư phụ mà xem. Đi, đi đi. Hay quá, âm trăng trong lòng. Dâng một nén hương trời cho. Nâng một tay. Mang kiếm sau lưng. Rồng khuấy nước. Giỏi đấy. Hay. 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 Tính ra. Đây là cái thứ khỉ gió gì vậy? Vật giả mà. Vật giả. Toàn mấy trò lừa nhau. Vị huynh đệ này, nghe giọng thì không phải người ở đây nhỉ? Cũng khó trách, gánh bào gia chúng tôi trong giới vật trong kinh thành rất có tiếng đấy. Tổ chức đấu vật bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay là lần đầu tiên có người nói bọn ta làm giả, hiếm có thật đấy. Danh hiệu vàng cái gì chứ? Toàn là mấy trò lừa lọc, mấy trò khua tay múa chân chỉ để kiếm miếng ăn. Đúng không anh em? Khua chân múa tay thôi, đúng vậy. Mấy vị huynh đệ này dám nói đấy nhỉ? Xin hỏi đây là cao nhân phương nào? Đệ tử của Quách Lương Kiệt, Lưu Đại Bảo. Hôm nay ta sẽ cho các vị được nhìn xem thế nào là đấu vật thật sự. Hay, hay. Mọi người xem đám này còn dám lên đây đấu vật. Có biết đây là địa bàn của ai không? Đây là đấu trường vật của giáo quan cũ, của doanh trại Thanh Thiện, Bào Nhị Gia. Ai mà dám thách đấu chứ? Đúng vậy, vậy mà lại dám tới. Đại Bảo, không ngờ rằng những người chỉ biết khua chân múa tay để lừa lọc người khác cũng hữu dụng nhỉ. Đại sư huynh, đại sư huynh. Ngươi hổ thẹn quá. Sao phải để sư phụ ra tay cơ chứ? Hổ thẹn quá, có đệ tử đây mà. Có chuyện gì sao đại sư huynh? Ngươi là ai thế? Trương Ấu Lâm. Hay, hay. Ta nói cho ngươi biết, có điều bất mãn, cũng đừng trút lên người khác. Được rồi, cút về đi. Đừng làm náo loạn nơi này nữa.
cút về đi. Bào sư phụ, sao có thể như thế chứ? Các ngươi làm vậy, thể diện của Quách Lương Kiệt ta thì phải làm thế nào? Sư phụ, con nghĩ là chúng ta mới tới đây, Bào Nhị lại có danh tiếng, chúng ta phải cho tên Bào Nhị đó biết mùi mới được. Vậy thì sau này mới có thể đứng vững ở nơi này. Ai mà biết tên Bào Nhị đó, bảo đồ để hắn chơi bẩn. Sư phụ, hắn còn sỉ nhục người nữa. Hắn nói gì? Hắn nói những đấu vật của Bào gia mới là chính tông. Nói chúng ta toàn làm những chiêu trò lừa lọc, là khua tay múa chân để kiếm cơm thôi. Còn nói, bảo con nói với sư phụ, muốn học đấu vật thì phải học làm người trước. Bảo đồ đệ mình chơi chiêu là đạo làm người của Bào Nhị hắn sao? Bào Nhị, trận này nhất định chúng ta phải thắng lại. Đa tạ sư phụ. Giỏi quá đi, Trương Âu Lâm. Hôm nay người giỏi thật đấy. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi nhỉ, quá giỏi. Đi, đi. Trương Âu Lâm, ngươi là người ở đâu? Tại sao lại tới Bắc Bình một mình? Bào sư phụ, ta là người Thanh Châu. Lần này tới Bắc Bình là đến bái người làm sư phụ. Hay quá, vậy thì tốt. Thanh Châu sao? Ngươi có biết Thanh Châu có một tay đấu vật tên là Dương Kỳ Xương không? Đương nhiên biết rồi. Từ nhỏ ta đam mê võ thuật, học thái cực từ năm 7 tuổi. Khi mười mấy tuổi bắt đầu học đấu vật với Vương sư phụ. Lần này Vương sư phụ bảo ta tới Bắc Bình bái ngài làm sư phụ. Được đấy Trương Ấu Lâm, ngươi cũng học được không ít nhỉ? Đâu có chứ, ta chỉ biết chút lông gà vỏ tỏi mà thôi, không biết gì chuyên sâu cả. Trương Ấu Lâm, ngươi có biết trong võ lâm có một quy tắc không? Không được phép bái sư khi đã có tài nghệ. Sư phụ ngươi phải rõ điều này chứ. Hơn nữa thân thủ bây giờ của ngươi đã rất tốt rồi. Thật sự ta không có gì để dạy cho ngươi nữa. Không, nhưng mà sư phụ ta nói rảnh thì tới chơi nhé. Bào sư phụ, cáo từ. Đúng rồi, đây là thư Vương sư phụ bảo ta đưa cho ông. Cáo từ. Sư phụ, người nhận Trương Ấu Lâm đi. Trương Ấu Lâm, sao ngươi lại ở đây? Ngươi là tay vật Thanh Châu, chắc ngươi tới tìm cậu ta đúng không? Ta tên Lý Hân Nghi, Bào sư phụ là cậu ta. Nào, mau vào đi. Cậu mà biết ngươi cứu ta thì sẽ cảm ơn anh tử tế đấy. Không cần đâu. Này, cậu, sao Trương Ấu Lâm lại đi mất chứ? Sao con lại quen cậu ta? Hôm nay lúc thả diều, con gặp phải vài tên lưu manh. Mai mà cậu ấy giúp con giải dây, con vẫn chưa kịp cảm ơn người ta tử tế nữa. Gặp chuyện bất bình thì giúp, đây là điều cơ bản mà người học giỏi nào cũng phải biết. Không có gì to tát cả. Hân Nghi à, con là con gái, cứ chạy nhảy ở ngoài suốt, không gặp người xấu mới lạ đó. Cậu, giờ là thời nào rồi? Lẽ nào cậu muốn con ở nhà, không bao giờ bước ra khỏi cửa, làm tiểu thư khoe cát chắc? Thời đại nào? Thời đại nào thì phụ nữ cũng không thành đàn ông được. Các em học sinh,
Sau sự kiện 18 tháng 9, quân Nhật đã chiếm hết Đông Bắc, nhưng Tưởng Giới Thạch vẫn kiên trì phương châm phải ổn định nội bộ trước, không có chính sách chống lại quân Nhật. Ngược lại, từ tháng 6 năm 1932, chính phủ quốc dân đã tiến hành diệt Kê Bắc lần thứ tư với căn cứ địa trung ương Giang Tây. Vào tháng 9, Tưởng Giới Thạch cũng không quan tâm đến nguy cơ lợi ích của dân tộc sẽ bị tổn hại. Điều động quân độ hàng trăm người, 200 chiếc máy bay, bắt đầu bao vây và tiêu diệt căn cứ địa trung ương Giang Tây ở phạm vi rộng lớn và phong tỏa vật tư, nghiêm cấm muối ăn, than dầu, thuốc tây và nhiều vật khác đi vào trong căn cứ cách mạng. Thầy Từ, có người tới. Ngồi xuống đi. Các em học sinh, sau đây chúng ta sẽ đọc tiếp bên dưới. Thầy, vì khách quan này, ngài muốn ra ngoài sao? Ngài có thể thanh toán trước tiền của mấy ngày hôm nay không? 3 xu tiền. Ta đưa cho ngươi từng này trước, còn lại khi nào ta về ta đưa. Chỉ cần có người không bị ngã trong ba chiêu thì sẽ được thưởng một xu tiền. Ta mời, mời. Không ổn rồi, có vị nào muốn lên tỉ thí nữa không? Để ta. Lại có thêm một người nữa kìa. Lên đi. Sao lại là ngươi chứ? Sao? Không được sao? Mời, mời. Đưa tiền đi. Từng người một mệt lắm. Lên cùng một lúc đi. Lên cho ta. Đưa tiền đây. Lấy tiền ra đi. Đúng thế. Hai người đều ngã rồi. Lợi hại nhỉ, xem kìa. Ta đấu với ngươi trong vòng ba chiêu. Nếu ngươi không làm ta ngã được thì ta sẽ cho ngươi một đồng đại dương. Nếu không, ngươi cứ giữ ba xu tiền đó. Một đồng đại dương quá nhiều rồi. Ba xu tiền là vừa đẹp rồi. Vị huynh đệ này, ta khuyên ngươi đừng đấu nữa. Hôm nay ba xu tiền này ta nhất định phải lấy. Sư huynh, sư phụ tới rồi. Sư phụ tới rồi. Sư phụ. Sư phụ. Hay lắm. Cái tên nhà ngươi dám đến khiêu chiến ở địa bàn của Quách Đương Kiệt. Hôm nay nếu ngươi có thể đi ra khỏi đây được thì Quách Đương Kiệt ta từ nay về sau sẽ không ở lại Bắc Bình này nữa.
Cậu, cậu ta đâu? Sư phụ đang nghỉ ngơi. Cậu, cậu hấp ta hấp tấp, có chuyện gì? Trương Ấu Lâm có chuyện rồi, cậu ta tự gây ra thì để cậu ta tự giải quyết. Quách Lương Kiệt bọn họ ỷ đông hiếp yếu trên lôi đài, đúng là bắt nạt người ta. Trương Ấu Lâm không quen nơi này, một mình không đấu lại họ. Cậu, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu chứ? Hơn nữa người ta từng giúp chúng ta nữa. Cậu, sự chính nghĩa của cậu biến đi đâu mất rồi? Sư phụ, Trương Ấu Lâm này to gan quá. Chuyện lần trước vẫn chưa tính sổ với cậu ta nữa kìa, vậy mà hôm nay cậu ta vẫn dám tới thách đấu. Chắc chắn là sư phụ cậu ta Bạo Nhị đứng sau chống lưng. Chuyện lần trước là chúng ta tới địa bàn của họ, phải chịu thiệt. Ta đang sầu gì không tìm được cớ để gây sự đây. Lần này cậu ta tới, ta xem Bạo Nhị sẽ xử lý thế nào. Sư phụ, bên ngoài có một người tự xưng là Bạo Nhị muốn gặp sư phụ. Có bao nhiêu người tới? Một mình ông ta thôi. Nói là ta đang nghỉ ngơi. Dân. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới. Thế này, sư phụ ta nói ông ấy đang nghỉ ngơi. Nói với sư phụ ngươi, Bạo Nhị đang ở đây đợi. Dân. Không biết bào sư phụ tới, thất lễ quá, thất lễ quá. Quách sư phụ, làm phiền rồi. Mời vào, mời. Mời. Bào sư phụ, chúng ta nói chuyện ngay đi đi. Được. Hôm nay bào sư phụ tới thăm, có điều gì muốn nói sao? Quách sư phụ, ta đến hỏi xin một người. Hỏi xin người từ ta sao? Đúng thế. Ai thế? Trương Ấu Lâm. Trương Ấu Lâm là gì của Bào sư phụ? Hắn là đồ đệ của Bào Nhị ta. Đồ đệ của Bào sư phụ sao lại tới thách đấu ở chỗ của Quách Lương Kiệt ta chứ? Đồ đệ lỗ mãn. Chắc là mấy ngày trước hắn nghe một vài lời đồn của đồ đệ Quách sư phụ là Lưu Đại Bảo, nên mới qua đó để xem thế nào. Đồ đệ ta nói gì thế? Hắn nói đấu vật của họ Bào ta chỉ là khua tay múa chân để kiếm cơm thôi. Chỉ có đấu vật của Quách sư phụ mới là chính tông, độc nhất. Vậy nên đồ đệ ta Trương Ấu Lâm mới muốn tới xem cho rõ, để được thấy công phu thật sự của mọi người. Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Được rồi, đã là hiểu lầm, vậy Quách sư phụ thả người đi. Không phải vội. Nghe nói Bào sư phụ là tủ thần, tủ lượng rất lớn. Hôm nay ở đây có vài ly rượu, mong Bào sư phụ nể mặt ta thưởng thức. Bào sư phụ, tủ lượng của ông quả nhiên danh bất hư truyền, khiến mọi người ở đây mở rộng tầm mắt rồi. Mọi người đều nói Bào sư phụ đấu vật sao sai, rất là xuất thần, không có đối thủ. Hôm nay Quách Lương Kiệt ta lớn gan muốn thỉnh giáo. Muốn đấu vật thì được thôi. Bảo những người này lui xuống đi, hai ta đóng cửa lại đấu. Không cần đâu, cơ hội khó kiếm, các đệ tử cũng nhìn để mở rộng tầm mắt. Mời.
Quách sư phụ, ông khiêm tốn rồi, lão phu không tỉnh táo được nữa. Mong Quách sư phụ giơ cao đánh khẽ, mau thả người đi. Sư phụ, ta không sao. Sư phụ, không sao. Sư phụ, cậu không sao chứ? Ta không sao. Sao cậu uống nhiều rượu vậy chứ? Cậu. Theo quy tắc tổ sư gia đặt ra, ngươi không được ở lại nơi này nữa. Sư phụ, con sai rồi. Sư phụ tha cho con một lần này đi. Sư phụ. Là đại sư huynh mà ngươi dám lừa gạt sư phụ, tự ý sinh sự, thiếu chút nữa thì danh dự của gánh họ Quách bị quỷ trong tay ngươi. Ngươi đi đi thì hơn. Nhiều đồ ăn ngon vậy sao? Này, đồ thèm thuồng. Anh Cường Tử, chị Hân Nghi để tâm đến Trương Ấu Lâm thật đấy. Anh đẩy em làm gì? Sao cậu không về nhà? Trước ta cũng giống như cậu, sau đó Bào gia nhận nuôi ta. Khi nào ta lớn thì ngài sẽ dạy ta võ công đấy. Ngươi ăn nhiều vậy, ta không nuôi nổi ngươi nữa. Được rồi, đừng giả vờ ngủ nữa. Có phải ngươi thấy tim đập nhanh, thở mạnh, tay chân cứ nhũn ra? Đúng rồi. Sao ngươi biết? Ta mà ngồi trong phòng suốt mấy ngày liền thì ta cũng vậy mà. Không giống. Ta bị thương. Cậu ta nói rồi, với thể chất của ngươi
nghỉ 3 ngày là không sao nữa. Bảo sư phụ nói vậy thật sao? Đúng rồi. Sao thế? Bảo ngươi không sao mà ngươi không vui sao? Vết thương khỏi rồi thì ta còn cớ gì ở lại đây được nữa chứ? Cớ gì chứ? Cậu ta nói rồi, theo quy tắc võ lâm, chỉ cần bằng hữu trong giang hồ tới chơi, không chỉ phải lo ăn lo ở, mà trước khi đi phải tặng người ta chút lộ phí đi đường nữa. Thật sao? Bảo sư phụ nói vậy thật sao? Giả làm sao được? Ta đoán bây giờ ngươi không thấy tim đập nhanh nữa, không bị khó thở nữa, tay chân cũng tràn trề sức sống đúng không? Con gái thông minh quá, không tốt đâu. Trương Hữu Lâm, ngươi khỏi rồi sao? Khỏi rồi. Nghe nói hôm đó có hai tên to lớn ở chỗ Quách Lương Kiệt lên đánh cùng lúc, đánh ba chiêu mà ngươi vẫn chưa ngã. Giỏi đấy. Trương Hữu Lâm, bên ngoài đang đồn là ngươi không cần làm gì cả, đã làm hai tên kia ngã rồi, là thật sao? Nói là gần như không cần làm gì thì là giả đấy. Chỉ là phải dùng sức thế nào thì là một vấn đề đó. Vậy ngươi thể hiện cho bọn ta xem đi. Nào, thể hiện đi, nào. Mọi người xem nhé. Trong thái cực, cái này gọi là mượn lực đánh lực. Để hai người bọn họ đi. Lực các người dùng, ta không để nó mất đi, cũng không đẩy lại. Mọi người nhìn nhé. Được, hai người ra sức đi. Nào, ra sức đi. Anh Cường Tử, mau tới xem này. Anh Ấu Lâm đang biểu diễn phi người kìa. Anh Cường Tử, anh xem anh Ấu Lâm lợi hại chưa kìa. Anh Cường Tử. Sư phụ, đa tạ ơn cứu mạng của sư phụ mấy ngày trước. Đừng gọi ta là sư phụ, ta vẫn chưa nhận ngươi làm đồ đệ. Nếu sư phụ không chịu nhận ta làm đồ đệ, vậy ngài cho ta làm, người làm cũng được. Không cần tiền công, chỉ cần bao ăn ở thôi. Làm thế nào được ở lại cạnh sư phụ là được. Chiêu này của anh Ấu Lâm thần kỳ lắm. Hai tên cao lớn đẩy mà anh ấy cũng không ngã. Anh ấy thế này này, nhẹ nhàng đẩy một cái, cả hai người đều bay ra luôn. Lần trước tôi đi thả diều với chị Hân Nghi, anh ấy chỉ ra vài chiêu thôi mà đã đánh được bọn lưu manh rồi. Trả màn thầu cho cậu ấy. Đánh đi, đánh. Đánh cậu ta đi. Vượng Trăng, làm cái gì thế? Không sao chứ, không sao. Đi. Vượng Trăng, có chuyện gì thế? Vượng Trăng, Trương Hữu Lâm, chị Hân Nghi, mặt em làm sao thế? Đánh nhau với đám trẻ con đó sao? Bọn chúng quá đáng lắm, ức hiếp một bạn ăn mày. Nhưng bọn nó lớn hơn em, lại còn đông nữa, em đánh không lại chúng đâu. Vậy nên em mới muốn anh Hữu Lâm dạy em võ công. Sau này ai dám bắt nạt em thì em đánh người đó. Vượng Trăng, giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng em phải nhớ, luyện võ không phải để đánh nhau. Chúng ta phải dùng đạo lý để làm người khắc phục. Đã biết chưa? Biết rồi ạ. Trương Hữu Lâm, lau mồ hôi đi. Không cần đâu, cái khăn tay này sạch như vậy, lau là bẩn đấy. Không sao, bẩn thì giặt thôi. Cô vợ nhỏ tặng Lan Quân khăn tay. Chị Hân Nghi sắp làm vợ người ta rồi. Vượng Trăng, chị Hân Nghi sắp làm vợ người ta rồi. Em nói dớ dẫn. Cường Tử, anh cầm về đi. Tôi không lấy đâu. Tại sao vậy Hân Nghi?
Cô cài cái trâm này đẹp lắm đấy. Cô cầm lấy đi. Tôi không lấy đâu. Có phải vì tên Trương Hữu Lâm đó không? Anh Ấu Lâm, anh Ấu Lâm, em đánh cho tên kia sợ luôn rồi. Vượng Căng, mặt em bị thương rồi này, không sao. Em thế này, thế này. Tên tiểu tử kia phải xin tha luôn. Có bản lĩnh rồi đó. Anh Ấu Lâm dạy em đấy. Trương Ấu Lâm, công phu nào mà lợi hại thế? Đây là một vài chiêu trong hình ý quyền. Hình ý quyền chủ yếu yêu cầu phải ra tay dứt khoát, đánh quyền như bắn tên vậy, nhanh nhưng chắc chắn, ảo diệu tới mức người ta khó mà công kích được. Được. Hình ý quyền lợi hại thế, ngươi kẻ tới đây học đấu vật làm gì? Võ thuật Trung Hoa rất sâu sắc, đâu phải chỉ mỗi môn võ thôi là khái quát được hết chứ. Ngươi đã học võ từ Vương sư phụ rồi, ngươi không ở Thanh Châu, tới Bắc Bình quê ra học bào sư phụ. Sự khác biệt về môn phái là thói quen từ xưa tới nay trong võ lâm. Thiếu lâm cũng được, võ đan cũng vậy. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Thực ra cho dù là môn phái nào thì chắc chắn sẽ có sự giới hạn. Vậy nên chỉ cần loại bỏ sự phân biệt về môn phái thì mới có thể có được ưu điểm của các phái khác. Trương Hữu Lâm, ngươi đừng tưởng học được vài chiêu võ mèo cào là ở đây ra dễ. Thật sự có bản lĩnh gì, hôm nay chúng ta thể hiện ra luôn đi. Đại sư huynh, người nhà cả mà. Đừng vì một cô gái mà ảnh hưởng tới hòa khí nhé. Ngươi tránh ra, không có chuyện của ngươi. Cường tử, ta nói gì sai sao? Hoặc có chuyện gì ta làm không được ổn, ngươi cứ nói ra. Ngươi tự biết đấy. Ta không biết, ít nói thôi. Hôm nay có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta. Các anh em làm chứng, ai thua thì cút ngay luôn. Bào lão gia, dừng tay lại cho ta. Người luyện võ phải chuyên tâm, đừng bị cuốn vào những chuyện thị phi. Phải dồn hết tâm sức vào chuyện luyện võ. Đều là người mình cả, đừng vì một cô gái mà gây xích mích. Hôm nay có ta không có ngươi, có ngươi thì không có ta. Hey, Trương Ấu Lâm, Trương Ấu Lâm. Hey, Trương Ấu Lâm, ngươi biết không, Hội Liên Hợp Tự Trị Học Sinh Bắc Bình tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn, muốn bắt Tưởng Nhất Thạch nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô đánh lại bọn Nhật. Ta không hứng với chuyện chính trị. Như sao vậy Trương Ấu Lâm? Ta chỉ muốn yên tâm luyện võ, không muốn bị cuốn vào chuyện thị phi. Hân Nghi, rất cảm ơn về sự chăm sóc của cô trong thời gian qua. Sau này cô đừng đối xử tốt với ta vậy nữa. Ta chăm sóc ngươi vì ngươi từng cứu ta. Ai muốn tốt với ngươi chứ? Ai chứ?
Trương Hữu Lâm, mày lau mồ hôi đi. Ta chỉ muốn chuyên tâm luyện võ. Sau này cô đừng đối xử tốt với ta như vậy nữa. Đánh đổ đế quốc Nhật Bản. 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 Phản đối qua Bắc tự trị. Phản đối qua Bắc tự trị. Phản đối qua Bắc tự trị. Đánh đổ đế quốc Nhật Bản. 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 Mau mau mau. Mau. Mau mau. Mau. Các em học sinh, trong lúc Hoa Bắc gặp nguy, Thiên Tân gặp nguy, khi quốc gia đứng bên bờ vực suy vong, chính phủ quốc dân nên dừng ngay việc nội chiến lại, khiến tất cả người Trung Quốc đoàn kết, đồng lòng bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền. Đánh đổ đế quốc Nhật Bản. 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 Phản đối Hoa Bắc tự trị. Phản đối qua Bắc tự trị. Phản đối qua Bắc tự trị. Phản đối qua Bắc tự trị. Dừng nội chiến, nhất trí kháng Nhật. Đi. Hân Nghi, cô không bị thương chứ? Hân Nghi, thật sự cô không nên tham gia biểu tình như vậy. Tại sao chứ? Cô là học sinh, phải đi học tử tế mới là bổn phận của cô. Hơn nữa, cô là một cô gái, quốc gia gặp nạn, người dân khắp cả nước đồng lòng chiến đấu chống lại kẻ xâm lược, đó mới là bổn phận của mỗi người. Cô tưởng chỉ với mấy tên thư sinh yếu đuối tay không vũ khí, hát vài câu khẩu hiệu là cứu được nước sao? Vậy anh nói xem, làm thế nào mới cứu được nước? Lúc anh chỉ biết đắm mình vào võ thuật, không nhìn thấy tình hình đất nước, sự khổ sở của bách tính. Chẳng lẽ anh theo đuổi võ thuật chỉ để cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải bảo vệ đất nước sao? Trong thời khắc dân tộc gặp nguy thế này, mỗi người dân chúng ta đều không thể đứng ngoài chuyện này. Chúng tôi là học sinh, không có vũ khí, nhưng ít nhất chúng tôi đang hành động. Chúng tôi nguyện dùng nhiệt huyết và sinh mệnh của mình để khiến nhiều người giống nhanh, tuy có năng lực nhưng lại làm ngơ trước mọi chuyện. Hân Nghi. Hân Nghi, con là một cô gái, sau này đừng có suốt ngày chạy bên ngoài nữa. Phụ thân mẫu thân con đã giao con cho ta trước khi mất. Người làm cậu này phải quản lý con thôi. Cậu, bao lâu rồi con không đấm lưng cho cậu nhỉ? Lúc còn nhỏ con đấm lưng cho cậu là cậu biết con thèm ăn hồ lô ngào đường rồi. Đến khi con tốt nghiệp thì cậu sẽ tìm cho con một tấm chồng tốt, gả con đi. Chị Hân Nghi đi rồi. Chị Hân Nghi đi đánh người xấu rồi. Chị Hân Nghi nói người Trung Quốc đều phải đánh người xấu. Vượng Căng cũng muốn đánh người xấu. Ngày 7 tháng 7 năm 1937,
bạo động Lưu Câu Kiều xảy ra, quân Nhật bắt đầu chiến tranh xâm lược với quy mô lớn. Chuẩn bị, dân, bắt đầu. Khốn kiếp! Thiên Hoàng cử các ngươi tới Trung Quốc là vì cái gì? Với võ công của các ngươi, có đánh bại được Trung Quốc không? Có đủ sức làm việc cho Thiên Hoàng không? Khốn nạn! Sau này Masaru Ogawata sẽ dạy các ngươi. Masaru, ngươi được tham gia vào trận chiến này không chỉ là vinh dự của một mình ngươi, mà còn là vinh dự của gia tộc Ogawa nữa. Dân, là võ sĩ do chính Thiên Hoàng bệ hạ chỉ định, bây giờ là lúc ngươi tỏ lòng thành với quốc gia rồi đấy. Dân. Hát lại một lần nữa cho ta nghe. Cho tiền ngươi, ngươi có hát không? Khốn nạn! Dám đối đầu với Thiên Hoàng thì sẽ có kết cục như thế này đấy. Dưỡng căn. Mau, mau!
Tư lệnh. Thái quân, tên bảo dân này tên là Trương Ấu Lâm. Sư phụ của hắn chính là tay đấu vật giỏi nhất thành Bắc Bình, Bảo Nhị. Tư lệnh. Ngươi lập tức. Đủ rồi, đưa hắn về phòng giam đi. Rõ. Tư lệnh, nghe nói sư phụ của người này là tay đấu vật giỏi nhất thành Bắc Bình. Ta đã sắp xếp cho các ngươi một trận tỉ võ công khai. Ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Dân, để lấy lại thể diện cho thiên hoàng, đồng thời cũng làm yếu đi sĩ khí của người Trung Quốc. Dân. Bọn Nhật Bản chó chết, còn ra tay với cả trẻ con. Dựng căn không thể chết như vậy được. Đi, tìm người Nhật đòi mạng. Đi, đúng thế, đi. Không được động đậy. Bảo sư phụ, đừng quá kích động. Mọi người đừng kích động, nghe hắn nói đã. Bảo sư phụ, Dựng căn chết, ta cũng rất buồn. Nhưng hôm nay Trương Ấu Lâm làm cho mười mấy lính Nhật bị thương, Sato sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đâu. Sato nói ngày mai cử hành một cuộc tỉ võ công khai, chỉ đích danh Bảo sư phụ tham gia. Sato bảo ta nhắc nhở ngài, tính mạng của Trương Ấu Lâm nằm trong tay sư phụ. Mọi người đừng kích động, bình tĩnh. Sư phụ, sư phụ, lẽ nào chuyện họ đánh chết Dượng Căn bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Liều với họ đi, về hết cho ta đi. Lão gia, bao giờ ngài mới dạy ta võ công? Vượng Căn không chết một cách vết như vậy được. Sato bảo ta nhắc nhở ngài, tính mạng của Trương Ấu Lâm nằm trong tay ngài. Sư phụ, người muốn thua người Nhật thật sao? Vậy Trung Quốc mất mặt quá. Sau này gánh Bảo gia chúng ta làm sao đứng dựng ở Bắc Bình nữa chứ? Hôm nay nếu thắng trận đó thì không chỉ khó giữ tính mạng của Trương Ấu Lâm, mà sớm muộn gì người Nhật cũng ra tay với giao quán của chúng ta. Người Nhật khiếp người quá đáng. Chúng ta liều với họ đi. Đúng vậy. Liều. Liều bằng cái gì? Hận nước thù nhà, sợ có lúc để xử lý thù. Cuộc tỉ võ hôm nay không ai được phép hành động lỗ mãng cả. Sư phụ. Sư phụ vô dụng, không bảo vệ nổi một đứa trẻ như Dượng Căn. Sư phụ chỉ có thể dẫn dắt mấy đứa nốt lần này thôi. Cường tử, con là đại sư huynh, đưa các sư đệ đi mở nơi khác để mưu sinh đi. Thank you.
Mời. Hay. Hey. 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 Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, người không sao chứ sư phụ? Ma Saru, hôm nay ngươi thể hiện rất xuất sắc. Tên Bạo Nhị đã cố tình thua ta. Trận đấu này ta không chiến thắng hắn thật sự. Ngươi đã lấy lại thể diện cho Hoàng Quân, lại còn giảm sĩ khí của người Trung Quốc, vậy là đủ rồi. Nhưng mà tư lệnh Sato, ngài không thấy trận đấu này ta thắng một cách không vinh quang sao? Im đi. Người nhớ cho kỹ, đây là chiến tranh chứ không phải trận đấu võ bình thường. Ngươi đại diện cho dân tộc chúng ta chứ không phải là cá nhân của ngươi. Ngươi biết chưa? Dân. Ogawa, là ngài thật sao? Ogawa, sao ngài lại ở đây? Sau khi phụ thân ta chết ở Trung Quốc, không lâu sau mẫu thân cũng qua đời vì bị bệnh. Bọn họ đưa ta tới đây, đến kỷ viện ở Kinh Đô, ở đó suốt 10 năm. Ogawa, đừng quên ta. Sau đó, bọn họ chiêu mộ nhà kỹ đến Trung Quốc để an ủi quan binh, nên ta tới đây dùng đất để chôn vùi phụ thân ta và tuổi thơ của ta. Nhưng thứ ta nhìn thấy lại là những người dân còn đáng thương hơn cả chúng ta. Tại sao? Điều là vì chiến tranh cả. Điều gì trận chiến này? Tại sao chúng ta phải chiến tranh chứ? Tại sao? Đây thật sự là trận chiến thần thánh sao? Chúng ta tới Trung Quốc là vì cái gì chứ? Lẽ nào chiến tranh không phải là trận chiến giữa quân nhân và quân nhân sao? Tại sao lại phải hại chết những bách tính tay không tất sắc chứ? Nhưng ta là một quân nhân, ta là một võ sĩ, mạng sống của ta không thuộc về ta. Ogawa, anh đừng như vậy.
Ogawa, đứng ngay đó làm gì? Chém đi! Mau! Chém đi! Chém đi! Hoàng quân có lệnh để bảo vệ trật tự xã hội, nghiêm cấm tổ chức võ thuật dân gian. Nếu ai làm trái, phải xử lý nghiêm. Hoàng quân có lệnh để bảo vệ trật tự xã hội, nghiêm cấm mọi tổ chức võ thuật dân gian. Nếu ai làm trái, xử lý nghiêm. Trương Âu Lâm, anh đánh người Nhật là chuyện tốt. Bảo sư phụ vì cứu ngươi nên đã cố tình thua Ma Saru trong trận tỉ thí. Đây là địa chỉ bây giờ của ông ấy. Sau khi ra ngoài, ngươi tự bảo trọng nhé. Sư phụ, người đến làm cái gì? Là con đã liên lụy sư phụ, liên lụy tới gia quán. Ta không phải sư phụ ngươi. Ngươi nên về bên cạnh Dương Kỳ Xương đi. Vương sư phụ đã qua đời rồi. Trước khi Vương sư phụ lâm chung, bảo ta giao phong thư đó cho ngài. Nói ngài xem xong, nhất định sẽ nhận ta làm đồ đệ. Âu Lâm, ta và sư phụ ngươi vốn là đồng môn, từ nhỏ cùng nhau luyện võ, thân thiết như anh em ruột. Nhưng vì tuổi trẻ, cá tính mạnh, bọn ta đã không liên lạc với nhau 20 năm, chỉ vì một trận đấu. Không ngờ rằng đó là sinh ly tử biệt. Vốn thân thiết như vậy nhưng lại trở mặt với nhau. Chị muốn biết lý do tại sao? Nay duyên đã hết. Sư phụ, sư phụ, chị Hân Nghi đi đánh người xấu rồi. Chị Hân Nghi nói người Trung Quốc đều phải đánh người xấu. Vượng Căng cũng muốn đánh người xấu. Người chỉ biết đắm mình vào võ thuật, không biết nhìn tình hình của quốc gia, không nhìn thấy bách tính cực khổ. Người chỉ theo đuổi võ thuật để giúp cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải bảo vệ cho quốc gia. Trong khoảnh khắc tồn vong, mỗi người dân chúng ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Tay cao lên, chân hướng ra ngoài, nhìn bên đó, cúi thấp xuống. Được, lại nào.
Đúng rồi. Sư phụ, cảm ơn sư phụ. Nhanh lên cho ta. Nhanh lên. Nghe thấy chưa? Ăn cơm làm cái gì thế? Cho chó ăn sao? Nhanh lên nào. Đúng là đồ vô dụng. Vào trong đi. Nhanh lên cho ta. Nhanh lên. Điều rồi đấy. Cẩn thận. Người mau lên. Nghe thấy chưa? Đứng lên. Ngươi chưa ăn cơm sao? Chưa ăn cơm sao? Vác lên. Ông chủ, đến lúc đưa bọn tôi tiền công rồi chứ? Tiền công sao? Được rồi. Ta muốn đưa lúc nào thì đưa lúc đó. Vậy ông chủ bây giờ được không? Bây giờ sao? Nào nào. Ta cho ngươi này. Cho ngươi này. Trương Ấu Lâm, lại là ngươi sao? Ngươi vẫn còn dám làm loạn trên địa bàn của người Nhật sao? Đây là lãnh thổ của người Trung Quốc. Họ là đồng bào của chúng ta. Lưu Đại Bảo, ngươi còn biết mình là người Trung Quốc không hả? Tục ngữ nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Trương Ấu Lâm, ta cảnh cáo ngươi, biết điều đi. Lưu Đại Bảo, ngươi có thể bán đứng tôn nghiêm của mình, bán lương tâm của mình, nhưng không được bán đứng đồng bào của mình. Hôm nay ngươi thanh toán tiền cho mọi người đi. Được thôi. Tiền ở đây này. Có giỏi thì tới lấy đi. Đứng im. Phát tiền thôi. Nào, cạn ly. Tên Lưu Đại Bảo này dám làm hán gian. Tuy ta đã đuổi hắn ra khỏi sư môn từ lâu rồi, nhưng hắn dù sao cũng là nỗi ô nhục của gánh Quách gia ta. Quách sư phụ, Lưu Đại Bảo giúp người Nhật ức hiếp đồng bào của chúng ta. Hành vi của bọn hán gian là nỗi nhục của người Trung Quốc. Người Nhật cấm mọi tổ chức võ thuật dân gian, là vì muốn làm suy yếu tinh thần dân tộc và khí phách của ta, để bọn họ dễ cai trị hơn. Hành vi không bằng cầm thú của chúng, trời đất khó tha. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Nhưng chúng ta làm gì được đây chứ? Đúng vậy. Có lẽ chúng ta chỉ với sức của bản thân thì khó mà đối đầu với quân Nhật. Nhưng chúng ta có bốn dạng đồng bào. Toàn thể người dân chỉ có khi đoàn kết thì mới có thể dùng nắm đấm của mình để đuổi kẻ xâm lược đi. Quách sư phụ, hôm nay ta mời ông tới là vì hy vọng hai vị sư phụ có thể bỏ hiềm khích khi xưa, cùng đối đầu với kẻ địch, tổ chức luyện võ bí mật cho các nhân công, tự cứu nước mình. Được. Được. Từ tiên sinh, Từ phu nhân, hai người về rồi sao? Từ khi điểm liên lạc cũ bị lộ, có thêm vài đồng chí hy sinh,
việc bảo vệ Sato cũng nghiêm ngặt hơn, khó mà tới gần được. Cũng sắp tới lúc chúng ta phải hành động rồi. Ai thế? Hân Nghi. Sư phụ, người xem này. Hân Nghi, cậu. Hân Nghi, chúng ta về thật rồi này. Cậu, bao năm không gặp, cậu già đi nhiều lắm. Ai bảo vậy? Cậu khỏe mạnh lắm. Chỉ lo cho con thôi. Ban đầu con để lại thư bảo đi làm cách mạng, rồi bật vô âm tín. Cậu đây còn nghĩ không biết sau này có thể gặp được con nữa không. Cậu, từ khi con chọn tham gia cách mạng, Hân Nghi đã sớm bỏ mặt sống chết của mình rồi. Chỉ là lúc nào cũng nhớ tới còn chưa được báo hiếu cho cậu, con ái nái lắm. Hân Nghi à, cậu già rồi nhưng cậu vẫn chưa hồ đồ. Hân Nghi, tuy con là con gái nhưng lại có tác phong của đấng trượng phu, cậu tự hào vì con. Cậu, được rồi. Ấu Lâm, mọi người biết không, mấy năm nay người Nhật hoành hành ở Nam Kinh, Khai Phong, Từ Châu, Trùng Khánh và nhiều nơi khác nữa. Có bao nhiêu người bị hại chết, hàng chục vạn những bách tính yếu ớt vô tội. Họ đi tới đâu, đổ máu tới đó. Còn chính phủ Tưởng Giới Thạch thì lại sử dụng chiến thuật tiêu cực là phòng thủ, khiến người Nhật sử dụng được quân chủ lực, giết hết, đốt hết, cướp hết căn cứ địa kháng Nhật, Phổ Thái Dực. Sato là tổng tư lệnh khu Hoa Bắc, trực tiếp lãnh đạo thực thi những tội trạng này. Nhiệm vụ chủ yếu của con lần này là bí mật ám sát Sato. Quân tử có nghĩa vụ với sự hưng vong của quốc gia. Hân Nghi, để bọn ta tham gia vào hành động lần này đi, để bọn ta được góp sức đi. Hôm nay mời mọi người tới để bàn về kế hoạch hành động ám sát Sato. Sau khi căn cứ địa kia bị lộ, Sato đã được bảo vệ kỹ hơn, rất khó để tiếp cận. Phương án hành động cũ đã không sử dụng được nữa. Chúng ta có ghi chép chi tiết về hành tung và quy luật di chuyển của Sato, đã tạo ra một phương án mới. Sato thường dậy lúc 8 giờ sáng, đi ra khỏi chung cư. Xe riêng của hắn, cả phía trước và sau, đều có một chiếc xe Jeep để bảo vệ. Khoảng 8 rưỡi, hắn sẽ đi qua ngã tư, rẽ phải. Chúng ta phải thiết kế một chướng ngại vật, để khi xe riêng của Sato rẽ phải, thì chúng ta dùng chướng ngại vật đó để đâm thủng bánh xe của chiếc xe Jeep đằng sau. Đồng thời, Lão Thương, anh và Lưu Nhị Bảo kéo xe Hoàng Bào, cố tình đâm để gây xích mích, làm ngăn cách giữa xe riêng và chiếc xe Jeep đằng trước. Bên ngoài có chuyện. Người Nhật, mau chống chia nhau ra. Đi. Quách sư phụ, Lão Thương, hai người bảo vệ Lão Từ. Đồng chí Lý, Lưu Nhị Bảo, hai người bảo vệ Hân Nghi, Ấu Lâm, cùng ta ở lại để ngăn cản họ. Cậu, mau đi đi. Hân Nghi, mau đi đi. Ấu Lâm, đi đi. Mau. Mau. Mau, mau. Mau. Mau lên, mau. Mau. Mau, mau, mau. Đứng lại, đứng lại. Mau, đứng lại. Đứng lại. Hân Nghi, ta cường tử, mau lên xe. Mau, mau lên xe. Đi, là ngươi sao? Đi. Mau lên. Đi, mau. Đứng lại.
Ấu Lâm, tránh ra. Sư phụ, sư phụ, đồ của con. Con đã có rồi. Chăm sóc cho Hân Nghi. Sư phụ, Cường Tử, tốt quá, cuối cùng cũng cắt đuôi được họ rồi. Cường Tử, Hân Nghi, em đẹp quá. Cường Tử, anh không được chết. Cường Tử, anh không được chết. Cường Tử, Cường Tử, Cường Tử, sư phụ vì cứu ta mới đồng ý với điều kiện của bọn Nhật, giả vờ thua. Bây giờ ta phải chứng minh cho sư phụ, ta muốn vạch trần âm mưu của chúng để gây áp lực cho chúng, rồi đề nghị đấu võ, bắt bọn họ chấp nhận thử thách. Ta không đồng ý. Người Nhật đang muốn bắt ngươi, ngươi không thể xuất hiện được, rất nguy hiểm. Ta không đồng ý. Hành động ám sát Sato không thể thực hiện theo kế hoạch cũ nữa rồi. Từ sư phụ và Quách sư phụ cũng không biết sống chết ra sao. Bây giờ chỉ có một đường, đó là công khai thử thách của bọn Nhật. Nhất định Sato sẽ xuất hiện trong trận đấu, lúc đó chúng ta tìm cơ hội để ra tay. Ban đầu họ dùng ngươi để uy hiếp cậu ta, lần này chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Ta lo Hân Nghi, không phải cô nói rồi sao, nước nhà gặp chuyện, đây chính là lúc liên quan tới sinh tử. Mỗi chúng ta đều không được phép đứng ngoài. Sato tội ác tài trời, ngày nào không trừ khử thì sẽ có thêm đồng bào bị hại. Nếu dùng sự nhiệt huyết và mạng sống của một mình để đổi lại thức tỉnh của nhiều người hơn, vậy tại sao phải chờ chứ? Ấu Lâm, nào có lý đó, tòa báo nào in đây, phong tỏa ngay. Dân, tên Trương Ấu Lâm này ban đầu không nên tha cho hắn, đã là người Trung Quốc chủ động khiêu chiến,
thì trận đấu này bắt buộc phải ứng chiến. Thực ra muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Không, ta muốn gặp tên Trương Ấu Lâm này từ lâu rồi. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Lần này ta nhất định phải thắng hắn. Gần đây chúng ta có mấy trận đấu với quân Cộng sản liên tục thất bại, sĩ khí đi xuống. Lúc này trận tỷ võ này lại càng quan trọng hơn. Chắc ngươi cũng hiểu. Vâng, đương nhiên ta hiểu. Thất bại có nghĩa là gì? Tư lệnh Sato yên tâm, ta lấy danh dự của nhà Ogawa và tính mạng của Masaru Tara đảm bảo. Chắc chắn sẽ không thua trận này, sẽ không khiến thiên hoàng bệ hạ phải nhục nhã. Ngươi nhìn kìa, tôi biết đấu với người Nhật rồi. Lâm, mau chạy đi. Đi. Tư lệnh.
Ma Sa Rư, sư phụ, ông làm đánh bại Ma Sa Rư, lấy lại danh tiếng cho người rồi. Nhưng chỉ có một chuyện, ta không làm thay người được. Trương Hữu Lâm, Hân Nghi, ta phải đi đây. Đến tạm biệt cậu. Cô muốn về đâu? Về căn cứ địa, tiếp tục tham gia cách mạng. Vậy ta chúc cô và lão Từ hạnh phúc. Bọn ta là phu thê trên danh nghĩa thôi, để che giấu thân phận. Có nghĩa là hai người không phải. Sư phụ, người yên tâm đi, nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho Hân Nghi. Trương Ấu Lâm tới căn cứ địa kháng Nhật, dùng võ nghệ cao siêu để bồi dưỡng vô số chiến sĩ cách mạng anh dũng thiện chiến, trở thành một giao dương danh xứng với thực. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.